Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Trai Xứ Mường. Gần đây thì có một số bạn có cho mình câu hỏi là hiện nay mình đang làm gì. Video này mình sẽ dành để chia sẻ với các bạn một ngày làm việc của mình nó diễn ra như thế nào. Buổi sáng, công việc của mình bắt đầu lúc 7 giờ 15. Mình sẽ mở một cái phòng học để cho các em học sinh vào học và sẽ hỗ trợ các em những cái khoảng thời gian đầu. Như điểm danh lớp hoặc là giúp các em học sinh đăng nhập vào cái phòng học một cách ổn định nhất. Và bắt đầu từ 7 giờ 30 cho đến 4 giờ 30 chiều thì mình sẽ bận rộn với tất cả các tiết dạy từ các em học sinh lớp 6 cho đến các em học sinh lớp 12 với rất nhiều các cái môn học khác nhau. Trong đó mình phụ trách hai môn. Thì tiết học của mình nó diễn ra cũng khá là nhẹ nhàng. Nó không cần phải là chú trọng quá nhiều vào việc truyền đạt kiến thức sách giáo khoa mà cần truyền đạt cho các em học sinh những cái kỹ năng để cho các em có thể chủ động trong cuộc sống. Như tiết học của mình thì mình chỉ định hướng, hướng dẫn và giao nhiệm vụ cho các em học sinh. Còn lại các hoạt động khác thì các em sẽ tổ chức. Như các bạn nhìn thấy ở đây là một tiết học của học sinh lớp 10. Rồi ok. Em có xem màn hình không? Để thầy đẩy em lên trên này. Thầy kêu bạn cho Lâm Minh xem màn hình. Hả? Thầy kêu bạn Lâm Minh xe. Hoặc Lâm là anh với rồi, những okay. Học sinh xem bé hình. Hơn là học sinh lớp 6. Thì khi các em bắt đầu học thì các em cũng khá là rụt rè. Tuy nhiên thì cũng khoảng cầm một thời gian rất là ngắn thôi. Các em sẽ rất tự tin để các em có thể khẳng định cái bản thân mình. Đây là một tiết học của học sinh lớp 6. Nhóm em xin giới thiệu các giám đốc của công ty Explosion cấp trước. Đầu tiên CEO là Tấn Khang là em. Với một khoảng thời gian rất là ngắn, khoảng 2 ngày hoặc đôi khi chỉ là 15 phút trên lớp thôi, các em có thể tạo ra được bài thuyết trình là bạn Ngọc Nga. Các em có thể tự tin đứng trước lớp và tốt để có thể phối hợp với nhau tạo ra một cái bài thuyết trình có thể là khá là hoàn hảo với những bạn học sinh lớp 6 như thế này. Giúp em kinh doanh. Đổi tên à? Cứng đơ luôn rồi. Rồi, Univer. Lọc mất mẹ rồi. Rồi bạn nào có thể mẹ nói khác. Rồi. Bạn Ngân nè, Ngân nói thay cho bạn đi. Dạ thầy. Dạ công ty của em kinh doanh về các mô hình về các hành tinh trên vũ trụ. Ừ. Lý do tụi em kinh doanh các hành tinh trên vũ trụ về để giúp cho mọi người có thể tìm hiểu về các hành tinh đó. Rồi. Tiếp tục. Nhân sự trong công ty tụi em là tổng giám đốc là Nguyễn Đình Bảo Nam, giám đốc nhân sự là Nguyễn Hiền Hàn là em, còn giám đốc marketing là Trần Thanh Ngân, giám đốc bán hàng là Vương Bách Lộc, giám đốc tài chính là Hàn Hải Y Long. Lý do tụi em đặt tên là The Universe bởi vì vũ trụ tự nhiên một kho tàng kiến thức và tụi em mong muốn mang lại kiến thức đó cho mọi người cũng như là các trẻ em. Đó là cái khoảng thời gian làm việc ban ngày của mình và 4 giờ 30 thì mình sẽ kết thúc công việc dạy học. Buổi tối của mình thì bắt đầu lúc 8 giờ và thường kết thúc cái công việc chính dành cho giáo dục là khoảng 10 12 giờ. Công việc chính hàng đêm của mình đó là ra bài tập, soạn giáo án, chuẩn bị những cái format tốt nhất để cho có một cái tiết dạy vui vẻ, thu hút học sinh. Vì bây giờ cái chuyện dạy kiến thức trong sách giáo khoa nó không còn là vấn đề đè nặng nữa mà lồng ghép trong đó là những kỹ năng dạy cho học sinh những thái độ, cái chủ động trong cuộc sống để các em có thể đối phó với rất nhiều cái điều biến đổi hay là những cái khó khăn mà các em có thể phải gặp phải. Đó, cái vai trò của giáo viên bây giờ nó cũng khá là quan trọng. Và khi mình kết thúc công việc khoảng tầm 12 giờ thì cái khoảng thời gian tiếp theo thì mình mới dành cho cái niềm đam mê cá nhân của mình. Mình thường hay đọc sách hoặc là tìm hiểu các cái vấn đề liên quan đến văn hóa dân tộc Mường, làm các video nhỏ nhỏ mà mình thích. Thường mình đi ngủ vào lúc khoảng tầm 1 hoặc 2 giờ sáng. Thường như ngày nào cũng vậy, nó kéo dài và mình đang cố gắng để thay đổi nó. Như vậy đến đây thì các bạn biết là mình làm gì rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.